Xin cảm ơn sự trở lại của quý khán thính giả để tiếp tục câu chuyện đưa tin chào buổi sáng. Xin phép để được gửi đến quý vị một tin nữa cũng về Việt Nam của chúng ta. Đó là câu chuyện xảy ra ở Việt Nam về vấn đề môi trường, mà dĩ nhiên từ năm ngoái cho đến năm nay cái tai nạn, hay nói một cái khác là sự kiện xảy ra của công ty Formosa ở các tỉnh miền Trung Việt Nam chúng ta hiện cho đến giờ phút này vẫn còn là những cái nỗi thống khổ của người dân Việt Nam. Và mới đây, người dân đánh cá lại gặp một cái sự việc khác nữa. Đó là cái mẫu bùn lạ đã bám vào lưới của những người ngư dân. Những người này ở tỉnh Quảng Trị. Và cái chuyện này đã gây thiệt hại lớn cho những người ngư dân đã bị cái loại bùn lạ, gọi là bùn lạ, nó giống như thế là tàu lạ. Tàu lạ nào ngoài tàu của Cộng sản Trung Quốc? Việt Nam không dám nói là tàu của Trung Quốc, gọi là tàu lạ. Bây giờ lại gọi là bùn lạ. Báo chí Việt Nam dùng cũng hay. Hay có lẽ một cách khác là do chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam, bùn lạ. Đây là lần đầu tiên, thưa quý khán giả, những người dân đã gặp phải cái hiện tượng này. Theo tin từ ông Nguyễn Thanh Lợi là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, là ông đã được người dân báo cáo là các ngư dân đã gặp một loại bùn lạ bám vào lưới đánh cá của họ. Và ông đã cho những người ngư dân này mang những loại bùn lạ đó về để lấy mẫu xét nghiệm. Nghe thì đẹp lắm, cho lấy mẫu xét nghiệm. Nhưng mà khi nó lòi ra là của ai thì có lẽ sẽ không nói được. Hay là nói là vẫn còn xét nghiệm. Được biết, cách đây một ít ngày, khi đang đánh bắt ở ngư trường gần đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, cách bờ khoảng 15 hải lý, thì ba tàu cá của các ngư dân có tên là Bùi Xuân Tấn, Bùi Đình Thuận và Bùi Đình Mười. Tất cả những người này đều trú ngụ ở tỉnh Quảng Trị, đã bị một lớp bùn bám dày đặc vào lưới của họ. Và cái chuyện này đã gây thiệt hại lớn cho những ngư dân. Một người thì mất khoảng 39 tay lưới, họ gọi là tay lưới thì chúng tôi không rõ là tay lưới này như thế nào, có lẽ là các cái mạng lưới của những người đánh cá đó, và đã gây thiệt hại cho một đơn vị, cho một người, tức là mất 312 triệu đồng vì cái chuyện bùn lạ nó bám vào lưới của ông. Rồi đối với ông Bùi Đình Mười thì mất khoảng 30 tay lưới, tốn khoảng 240 triệu đồng Việt Nam. Và họ nói rằng bùn có màu vàng, có độ dẻo và nhớt, bám vào các cái mạng lưới của họ và họ giật mãi thì ra chỉ có được ít thôi, nghĩa là khó ra lắm vì nó là nhớt và nó dẻo. Chắc chắn cái này là hóa học mất rồi, thưa quý khán thính giả. Và như chúng tôi vừa thưa ở phần đầu, cái người mà đứng đầu lo về môi trường nghe lấy bỏ lấy cái đó để đi thử nghiệm, mà khi đi thử nghiệm bây giờ thì chưa biết nó như thế nào, nhưng mà nếu có ra thì bây giờ nói là của ai, của tàu nào thải ra, của nhà máy nào thải ra, và nếu có biết từ tàu nào hay từ nhà máy nào có dám tố cáo hay không. Dân nghèo vẫn là người khổ nhất, dân nghèo vẫn là người lãnh đủ tất cả những cái gì mà bao nhiêu ông lớn ăn trên ngồi chốc để cho dân nghèo hưởng. Than ôi, thưa quý khán thính giả. Tin kế tiếp, Mai Tuấn mời quý vị đến với một tin về Hoa Kỳ của chúng ta liên quan đến vấn đề Biển Đông. Bản tin nói là Tổng thống Donald Trump của chúng ta đổi giọng với Trung Quốc, và nếu như vậy thì có ảnh hưởng tới chính sách ở Biển Đông hay là không? Đổi giọng như thế nào, thưa quý khán thính giả? Trước đây thì Tổng thống Donald Trump mạnh mẽ lắm, khẳng khái lắm. Thế nhưng mà sau khi mà gửi cái thiệp chúc Tết cho ông Tập Cận Bình rồi, thái độ
theo các nhà phân tích cho rằng Tổng thống Donald Trump đổi giọng. Câu chuyện ông nói chuyện với bà Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan không còn giá trị nữa, hay nó sẽ đổi chiều sang một hướng khác. Bởi vì sau khi gửi thiệp cho ông Tập Cận Bình và nói chuyện, thì Tổng thống Donald Trump của chúng ta mạnh mẽ nói rằng chúng tôi sẽ tôn trọng chính sách một nước Trung Hoa của các ông. Trong cái cuộc điện đàm hôm 9 tháng 2, tức là cách đây khoảng gần 10 ngày. Và đây là diễn tiến mới nhất trong chính sách của Tổng thống Donald Trump. Thưa quý khán thính giả, có ảnh hưởng gì đến Biển Đông hay không? Chắc chắn là có ảnh hưởng. Bởi vì dầu sao đi chăng nữa, thì với cái âm mưu và với cái gọi là quý quyệt của Tập Cận Bình từ trước tới nay, họ lùi một để họ bước 10. Và dĩ nhiên, cái chiêu bài chỉ một Trung Hoa Trung Quốc, chỉ một nước Trung Quốc mà thôi, thì họ đã rất mạnh mẽ để thử Tổng thống Donald Trump của chúng ta nói thế mà có dám làm hay không. Có phải Tập Cận Bình đã nắm được, đã nắn được cái lòng của Tổng thống Donald Trump? Chúng ta biết là sau khi trúng cử Tổng thống, thì Tổng thống Donald Trump đã tiếp tục đả kích Trung Quốc khi cho rằng Hoa Kỳ chẳng hưởng lợi gì trong quan hệ với Bắc Kinh cả. Đồng thời phê phán nước này đã hạ giá tiền đồng nhân dân tệ của họ, cũng như đánh thuế cao các sản phẩm nhập khẩu của Hoa Kỳ. Đó là Tổng thống Donald Trump. Và dĩ nhiên là ông nói đến việc Trung Quốc xây các cái pháo đài ở Biển Đông. Ngoài vấn đề chất vấn về chính sách của Hoa Kỳ đối với một nước Trung Hoa, mà Tổng thống Donald Trump điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã gây khó chịu như chúng tôi nói ở phần đầu cho Bắc Kinh, trong khi Ngoại trưởng Rex Tillerson hôm 12 tháng 1 đã tuyên bố là đừng có để cho Trung Quốc được phép tiếp cận các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã xây dựng ở trên Biển Đông. Đó là lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Ngoại giao. Tuy nhiên, sự thừa nhận một nước Trung Hoa trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình hoàn toàn trái ngược với thái độ quyết liệt trước đó của Tổng thống Donald Trump, khiến cho chính sách sắp tới của Hoa Kỳ tại châu Á nói riêng trở nên khó đoán. Liệu Tổng thống Donald Trump thay đổi thái độ xoa dịu với Trung Quốc như vậy có ảnh hưởng tới chính sách của chúng ta ở Biển Đông hay không? Với chính sách của Hoa Kỳ đúng hơn, ở Biển Đông hay không? Chúng tôi đã trả lời chắc chắn. Luật sư Vũ Đức Khanh, người Việt Nam của chúng ta, là một giáo sư luật ở Đại học Ottawa, Canada, là người chuyên nghiên cứu về quan hệ quốc tế cũng như luật pháp quốc tế và đặc biệt là vấn đề Biển Đông. Ông đã cho rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Canada lần lượt trong cái tuần vừa qua cho thấy là có sự thay đổi chiến lược trong cách tiếp cận tình hình chính trị thế giới của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump thay đổi thái độ về một nước Trung Hoa theo luật sư Khanh không nhất thiết là dấu cho thấy chính quyền Trump sẽ có sự thay đổi trong vấn đề Biển Đông. Đây là theo nói lời nhận xét của ông luật sư Khanh. Nhưng chúng tôi căn cứ theo một số các nhà phân tích thời cuộc thì nói là chắc chắn là có. Bởi vì dù là Biển Đông thế nào đi chăng nữa, thì đối với cái lợi trước mắt về kinh tế, về thương mại, mà chúng ta biết rằng Tổng thống Donald Trump là người tài danh về vấn đề thương mại, về vấn đề deal và vấn đề mặc cả, cái đó là cái khó. Biển Đông thế, nhưng nó vẫn còn là một cái gì ẩn giấu, nó vẫn còn là một cái gì đó có thể
debate theo kiểu tiếng Anh, tức là có thể trao đổi được. Và cái đó là cái nguy, đặc biệt là cho những nước lân bang của chúng ta như Việt Nam và Philippines ở châu Á Thái Bình Dương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị trong phần vừa qua, và một lần nữa sau phần thông tin thương mại, quý vị trở lại với chúng tôi để tiếp tục câu chuyện đưa tin chào buổi sáng.